Tiếp nối thành công của năm đầu tiên, dự án Cùng Nhau Nuôi Em Mường Lát tiếp tục vận động bố mẹ nuôi, anh chị em nuôi và các bạn đoàn viên thanh niên cùng nhau đóng góp hỗ trợ bữa trưa cho các em học sinh ở Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa trong năm học 2023-2024. Khởi động cho dự án năm nay, Đoàn khối Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức chương trình đồng hành với dự án Cùng Nhau Nuôi Em Mường Lát năm học 2023-2024. Tại chương trình, đã có 133 em được các cơ sở đoàn trực thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn nhận nuôi. Đây là các em học sinh mẫu giáo và cấp 1, là những trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát. Mỗi em sẽ được hỗ trợ với mức 1.350.000 một năm học, góp phần mang đến những bữa cơm đủ dinh dưỡng cho các em. Dịp này, đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cũng trao tặng 100 áo trắng đến trường cho thiếu nhi Mường Lát. Các bé ở trên đó thì điều kiện hết sức là khó khăn. Khi nhận được cái sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thì cái kinh phí đó sử dụng trước hết là mua các thức ăn cho các bé. Hôm thì ăn sẽ là giò, rồi thịt gà, rồi trứng rán. Từ cái chỗ mà phải mang cơm đi thì nay các bé này cũng không phải mang cơm đi nữa, mà cơm thì tất cả các bé thì ở nhà rồi sau đó đến trường rồi bữa trưa rồi có các thầy cô lo ở chỗ ăn chỗ nghỉ nữa. Năm học vừa qua, dự án đã triển khai tại 10 điểm trường đặc biệt khó khăn trên địa bàn Mường Lát và sẽ giúp đỡ được gần 500 em học sinh. Trong năm học mới 2023-2024, dự án sẽ triển khai tại 15 điểm trường, tăng 5 điểm trường mới so với năm học trước, nâng tổng số học sinh được hỗ trợ lên hơn 800 em.